huynh. Dù quán nghèo nhưng đậm đà tình nghĩa. Vô nè mấy, mày vô đi trời vô ơi. Mẹ uống đi mà nói nhiều quá. Sao mà tụi bay uống chậm chạp quá vậy mà nhậu nhẹt. Vô, vô mấy đứa ơi, vô. 1, 2, 3, dạ. Vô. Mà uống lẹ đi mày ơi, muốn chậm gì nhậu mãi vậy. Vô mày ơi, vô. Ba, con về nghe anh ba. Ờ, sao chứ anh? Tôi thấy kiểu này là tôi thấy im rồi đó, nghe. Mà tôi chúc mừng anh nghe. Anh có phước quá rồi anh ba ơi. Ờ, cái gì à? Trời ơi, anh lúc nào không có phước em. Thôi giờ giờ ta phải uống giờ, giờ vô nè. Vô. Wow. Uống cho sợ hơn năm nay luôn đi. Anh sao? Nãy giờ anh đi đâu hả? Nhậu. Đúng. Chú bà, chú Năm con, chú Năm. Chú Năm à? Chú Năm mà con tưởng anh Tâm không à? Chú Năm không sẵn nha. Người quỷ già này là cái gì vậy bà nội? Bàn thăm, bàn thăm. Bàn thăm hả? Ừ. Nhậu mà ngồi đó ngủ. Tôi đi nhậu mình lên. Rồi rồi, tới công chuyện này. 1, 2, 3, vô. Ủa, mấy người nói đâu hết. Tao uống thì tao uống. Con ông ấy nè, vô trong nằm nghỉ đi con. Vô trong nằm, con nằm nghỉ đi. Con sỉnh này, vô trong nằm nghỉ đi. Ông là ai mà ông kêu tôi con không? Ba nè con. Tôi nhớ ba tôi đâu phải gì đâu ta. Ba tôi cao quá, mặt mã đúng rồi. Ba nè. Ê, hay là ông nói ba tôi, vậy là ông nói ông lấy má tôi, ông đẻ ra tôi phải không? Nói cái gì vậy? Ông nói chuyện tao. Tôi gọi điện cho ba tôi tới cao nhà ông luôn. Ba tôi hả? Chém ông bể đầu luôn. Ừ. Ba ơi. Nói xong ba rồi. Ủa nói con nói cái gì mày lấy gì? Mẹ con nói gì tào lao vậy? Ba của con Tâm lên nè. Tâm Tâm hả? Xin lỗi bác, vô với con lê đi bác. Vô đi bác. Nói chung là con vô đi, vô, vô, vô đi bác ơi. Tâm Tâm. Tâm ơi. Cái gì đấy? Mày mày tiếp tao mày khiêng nó vô nhà liền coi. Ở xe nhà hả? Ủa sao dữ vậy? Ờ da trời nó. Tiếp phụ con luôn đi. Nè, khi nó vô nhà giùm tao cái đi Tâm ơi. Làm dữ vậy trời. Để cho tôi uống ơi. Ờ trời ơi, vô đây ngủ đi. Trời. Đi vô. Trời ơi mệt dữ trời. Nghe chưa? Tao nói mày nghe nè. Nè. Bắt đầu bữa nay tao nói mày nghe nha. Không mà tía được không? Quá được mà. Được ông nội tao có được. Nó nhậu la ông sùm qua ngoài sớm rồi nè. Tết năm nào không ai lại nhầm chơi luôn á. Nè, mày để cho nó nằm ngủ xong nha. Tao nói mày nha, mày chở nó về nó sẽ sức liền cho tao nha. Ủa thấy hiền mà tía nói gì vậy? Hiền bà nội tao cái hiền. Nó nhậu xỉn vô kêu tao mày tao không. La ông sùm quá lại có sớm ở đây nè. Ủa? Tao nói mày rồi đó. Mày liệu hồn mày đó nha. Tao không chịu con nhỏ này rồi đó nha. Đã nói là không chịu rồi đó. Trời, tía, tía, tía nó đúng quá, bà này lấy về cho anh hai con ngày mình đổi bán đậu. Cái gì? Được không? Bà hãy nghe mày không? Nó nhỏ mà còn nói là lấy con nhỏ đi về ha. Là lúc càng ý là nói là kẹo đầu tao nó ngồi á. Đậu biết sao? Thấy hiền mà tía. Hiền vậy? Thôi ơi, nói chung là bây giờ mày muốn heo đó đúng không? Mày gom đồ đi luôn đi. Đi con. Ờ, nó hiền mà trời, kỳ ta.